Các em nhỏ yêu quý, các em đã bao giờ được xuất hiện trên màn ảnh TV chưa? Chị biết có một bạn được quay phim trên màn ảnh nhỏ đấy. Các em có muốn biết không? Vậy hãy cùng Du Su đọc bài thơ Thỏ được quay phim các em nhé! Thỏ được quay phim. Thỏ con múa đẹp nên được quay phim. Hôm nay thấy mình múa trên màn ảnh, thỏ con ngơ ngẩn, quay hỏi bạn bè. Mình với thỏ kia, thỏ nào thật nhỉ? Vì sao thỏ lại được lên màn ảnh nhỏ các em nhỉ? À, vì thỏ con múa đẹp đấy. Vậy thấy mình trên màn ảnh nhỏ, thỏ con có nhận ra mình không nhỉ? Cùng chị đọc bài thơ một lần nữa nhé. Thỏ được quay phim. Thỏ con múa đẹp nên được quay phim. Hôm nay thấy mình múa trên màn ảnh, thỏ con ngơ ngẩn, quay hỏi bạn bè. Mình với thỏ kia, thỏ nào thật nhỉ? Thỏ con ngơ ngẩn nhìn vào màn ảnh và không nhận ra mình. Thỏ con phải đi hỏi bạn bè xem mình và thỏ trong tivi ai là thật. Bạn nhỏ thật dễ thương phải không nào? Chúng mình cố gắng học giỏi, hát hay, múa đẹp để được lên màn ảnh nhé. Giờ chị phải tạm biệt các em rồi. Chào các em. Thỏ thích ăn gì nhất các em nhỉ? Thỏ thích ăn nhất là củ cà rốt đấy. Bây giờ chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Củ cà rốt các em nhé. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ bên nhau, đất đội ngấm đầu, nhảy lên đẹp thật. Tên em cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Chúng mình cùng đọc lại nào. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ bên nhau, đất đội ngấm đầu, nhảy lên đẹp thật. Tên em cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Củ cà rốt có màu gì các em nhỉ? Đúng rồi, củ cà rốt có lá xanh và củ màu đỏ đấy. Trong củ cà rốt có rất nhiều vitamin A tốt cho mắt. Các em nhớ ăn thật nhiều cà rốt để đôi mắt luôn khỏe mạnh nhé. Nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho bạn bè nghe. Hẹn gặp lại các em. Các em yêu quý, hôm nay chị lại có một câu đố dành tặng các em. Các em nghe kỹ nhé. Có đôi cửa sổ khép kín ban đêm, mặt trời nhô lên, mở xa chớp chớp, là bộ phận gì các em nhỉ? Có ai trả lời được luôn không? Chúng mình cùng Su Su khám phá xem đó là bộ phận nào nhé. Mắt để làm gì? Bò mẹ đố bê, mắt để làm gì? Bê nghĩ một lúc, đôi mắt để ngủ mẹ ơi. Bò mẹ cả cười, thế con nhắm mắt,
thử đi mấy bước. Mẹ xem tí nào, nhìn trước ngó sau, rồi bê nhắm mắt. Thử đi mấy bước, để mẹ xem sao. Bê bỗng húc đầu, cái gì thế nhỉ? Già mẹ xoay người, chặn đường bê đấy, mà bê không thấy. Bê cứ húc vào, bê được xoa đầu, được nghe mẹ dạy. Mắt chính để nhìn, chắc con đã thấy. Mắt để làm gì hả mẹ? Con thử nhắm mắt lại xem nào. Thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Đó là đôi mắt đấy các em ạ. Vậy mắt để làm gì các em nhỉ? Bạn bê con nói với mẹ rằng mắt dành để ngủ đấy. Các em có thấy đúng không? Chúng mình đọc bài thơ một lần nữa nhé. Mắt để làm gì? Bò mẹ đố bê, mắt để làm gì? Bê nghĩ một lúc, à đôi mắt, để ngủ mẹ ơi. Bò mẹ cả cười, thế con nhắm mắt, thử đi mấy bước, mẹ xem tí nào. Nhìn trước ngó sau, rồi bê nhắm mắt, thử đi mấy bước, để mẹ xem sao. Bê bỗng húc đầu, cái gì thế nhỉ? Già mẹ xoay người, chặn đường bê đấy, mà bê không thấy. Bê cứ húc vào, bê được xoa đầu, được nghe mẹ dạy. Mắt chính để nhìn, chắc con đã thấy. Mắt để làm gì hả mẹ? Con thử nhắm mắt lại xem nào. Thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Đôi mắt rất là quan trọng với chúng ta đấy các em ạ. Đôi mắt giúp chúng ta nhìn được mọi vật xung quanh. Vì vậy các em phải chăm sóc đôi mắt cẩn thận nhé. Chúng mình không được ngồi quá gần tivi và phải ăn nhiều rau, củ, quả để cung cấp vitamin A cho mắt khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các em. Xin chào các em. Có một bài thơ rất hay của một em bé muốn gửi cho mẹ của mình. Các em muốn biết đó là bài thơ nào không? Hãy cùng Su Su đọc bài thơ nhé. Yêu mẹ. Mẹ đi làm tứ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, được mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Có bạn nhỏ nào nghe xong bài thơ mà muốn gặp mẹ ngay và ôm mẹ không? Chị tin bạn nào trong số chúng ta cũng rất là yêu mẹ. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Yêu mẹ. Mẹ đi làm tứ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, được mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Các em ơi, mẹ phải đi làm để nuôi mình khôn lớn. Chúng mình phải học thật giỏi và thật ngoan ngoãn để mẹ vui lòng nhé. Hẹn gặp lại các em. Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé.